vô tình lạnh lùng đến thế sao? Anh ở thờ nhạt nhòa đến thế sao? Yêu đương này, cuộc tình này. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, trong làng nhạc Việt có những cặp đôi nghệ sĩ mà tên tuổi của họ gắn liền với sự nghiệp cũng như cuộc sống. Một trong những cặp đôi nghệ sĩ đó ngày hôm nay sẽ xuất hiện trên sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại. Colorman muốn nói đến đó là cặp đôi nghệ sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu. Nhắc đến những mối tình đẹp của làng nhạc Việt thì không thể không nhắc đến Cẩm Vân, Khắc Triệu. Sau năm 1975, giới yêu nhạc không ai là không biết đến Cẩm Vân. Năm 1980, Cẩm Vân được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phát hiện và xuất hiện lần đầu trên truyền hình với ca khúc Lên Ngàn. Dù vậy, phải đến năm 1982, Cẩm Vân mới chính thức ghi dấu với khán giả cả nước với ca khúc Bài Ca Không Quên trong bộ phim cùng tên. Đây chính là tác phẩm khẳng định tên tuổi Cẩm Vân, đồng thời cũng định hình cho bà phong cách và sở trường chuyên trị những ca khúc nhiều kịch tính. Năm 1985, Cẩm Vân lại đoạt huy chương vàng đơn ca tại Liên hoan ca nhạc chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với ca khúc Huyền Thoại Mẹ của Trịnh Công Sơn. Có thể nói, Cẩm Vân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu giọng ca vàng, bởi tham gia bất kỳ một liên hoan nào, bà cũng đều mang về cho mình chiếc huy chương vàng quý giá, không chỉ ở những cuộc thi trong nước mà cả ở các liên hoan quốc tế. Cẩm Vân còn là một trong số hiếm hoi những ca sĩ gạo cội được giới trẻ yêu mến trong thời kỳ mà nhạc trẻ vô cùng hưng thịnh. Bà cũng được giới chuyên môn đánh giá là ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách nhạc nhẹ sau này. Trái ngược với chất nhạc sâu lắng của Cẩm Vân, Khắc Triệu lại là tay trống kiệt xuất, gắn liền với kiểu đánh tưng bừng đầy máu lửa. Chơi trống chuyên nghiệp từ năm 11 tuổi. Từ khi còn rất trẻ, Khắc Triệu đã biểu diễn khắp các phòng trà và đại nhạc hội. Mỗi khi Khắc Triệu lên sân khấu là cả khán phòng như vỡ òa, mọi sự chú ý đều dồn về tay trống tài hoa và cá tính này. Mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào, Khắc Triệu vẫn luôn luôn làm mới mình, không chỉ chơi trống, sau này ông còn học guitar, piano và học hát với một chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Dường như đối với Khắc Triệu, ngọn lửa âm nhạc lúc nào cũng cháy bỏng. Và cũng chính âm nhạc là cầu nối cho mối tình đẹp giữa Khắc Triệu và Cẩm Vân. Năm 1986, cả hai nên duyên trong chuyến lưu diễn tại Liên Xô. Năm 1991, Cẩm Vân Khắc Triệu kết hôn, đánh dấu sự ra đời của cặp đôi nghệ sĩ với cuộc tình đẹp khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua 35 năm bên nhau với nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đến nay Cẩm Vân Khắc Triệu vẫn song hành trên mọi hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần bước lên sân khấu, Cẩm Vân Khắc Triệu lại khiến khán giả đắm chìm trong cảm xúc, xứng danh cặp đôi vàng của làng nhạc Việt. Ngày hôm nay còn có sự góp mặt đặc biệt của một ca sĩ trẻ, đó chính là ca sĩ CC Trương, là con gái út của anh chị Cẩm Vân Khắc Triệu. Nhân tiện Cẩm Vân cũng xin cảm ơn Colorman, là một MC rất là nổi tiếng, trước đây là tên là Bửu Điền mà, và có một cái tài trên TV mà Cẩm Vân cứ nhớ là nói tiếng Anh rất hay. Và hôm nay là chị được hiện kiến với em ở đây. Rất là mừng. Và chị không những là em chỉ làm những cái show này mà còn có một shop thời trang Colorman Fashion. Vâng, thì đây, những bộ đồ này rất là đẹp. Xin chúc mừng em luôn. Dạ, cảm ơn chị. Chị bắt đầu đến với cái sự nghiệp ca hát từ năm nào chị? Thực ra từ nhỏ là Cẩm Vân đã rất là mê rồi. Lúc Cẩm Vân còn nhớ là lúc đó mình khoảng 10 tuổi thôi mà Cẩm Vân đã thích nhạc Trịnh Công Sơn. Và Cẩm Vân cứ nhớ là có một ngày nào đó đang đạp xe đạp đi thì tự nhiên hát Dương núi giang tây, là mình thấy là lúc đó ủa sao mình hay. Tự nhiên lúc đó tự mình nói vậy đó, hơi kỳ ha, nhưng mà kể là kỷ niệm thôi. Xong một thoáng một cái, xong đến mà một ngày kia rồi tự nhiên là tới năm 80 là vô tình là Cẩm Vân chỉ là sinh hoạt âm nhạc ở địa phương thôi, mình nghiệp dư, lúc đó gọi là nghiệp dư. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và nhạc sĩ Triều Dân ở đài truyền hình mình đó mới phát hiện ra Cẩm Vân và mời Cẩm Vân về hát. Thì đó là một cái cột mốc đầu tiên mà Cẩm Vân được công chúng biết đến. Tại vì nói tới chị là lập tức tất cả quý khán thính giả đều nghĩ ngay đến cái ca khúc mà nó giống như là nó đã nằm lòng trong tất cả rất rất là nhiều thế hệ rồi.
đó là cái bài ca không quên đó, thì chị bắt đầu hát cái bài đó năm nào? Thực ra là Cẩm Vân được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tìm đến và hỏi giọng hát của mình là tông sao, hát từ nốt nào đến nốt nào, và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn về sáng tác riêng bài này cho mình hát. Nhưng mà khi mà hát riêng cái lời này, lời của Nam hát cho cái nhạc phim năm 82 thì lúc đó cũng có nhiều người lắm cũng thử rồi nhiều, nếu mà Cẩm Vân được chọn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chọn Cẩm Vân hát và đạo diễn của phim cũng mời Cẩm Vân hát chương trình bài hát này. Từ đó là Cẩm Vân cũng rất là hạnh phúc, là bởi vì mình được, khi mình hát thì mình cũng không nghĩ ra cái mức độ mà thành công. Cẩm Vân rất là vui, và nhân tiện đây cho Cẩm Vân xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuấn rất là nhiều về bài hát này. Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân, nghe bông hoa như thương ai dạo rực trên cây. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao, vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay, sương khuya nhẹ bay. Thành phố bát ngát của gió, chân trời thành phố của tôi, mơ về chân trời thành phố của tôi. Bài ca
không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca khúc bài ca không quên cũng gần chắc là hơn 40 năm hả chị? 40 năm rồi. Dạ, dạ, mà nghe mới như hôm qua. Cảm ơn. Dạ, cũng mái tóc này rồi cũng bộ váy cánh dơi này là những hình ảnh mà chắc cái thời niên thiếu của thế hệ của Colorman cũng cùng rất nhiều anh chị chắc không thể nào quên được. Cái bài ca không quên có phải là cái ca khúc đầu tiên mà chị bắt đầu sự nghiệp ca hát không chị? Không, thực ra là năm 80 rồi Cẩm Vân là xuất hiện đài truyền hình. Cẩm Vân nhớ cái bài hát đầu tiên là bài của nhạc sĩ Hoàng Việt là bài Lên Ngàn. Thì đó là cái khúc đầu tiên là xuất hiện, nhưng mà bắt đầu khán giả biết tới là bài Rừng Chiều của nhạc sĩ Vũ Thanh trên đài truyền hình. Và dấu ấn mạnh nhất là bài ca Không Quên. Dạ, thì mỗi lần đi diễn người ta có vẫn yêu cầu lại cái bài ca Không Quên này không, hay là người ta... Cẩm Vân rất là vui là bởi vì khán giả luôn yêu thương Cẩm Vân qua ca khúc này. Khi mình đi hát ở nước ngoài cũng được yêu cầu bài hát này nữa. Dạ. Trong cái khuôn khổ của dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay thì chị có thể hát được một số ít bài thôi. Chứ còn khán giả yêu cầu chị hát rất là nhiều bài, bởi vì các ca khúc mà chị thể hiện thành công thì nó rất là nhiều, nhiều lắm. Cũng mong là quý khán giả thông cảm. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cố gắng chọn lọc cái bài nào mà thực sự là được khán giả yêu cầu nhiều nhất. Và nó đánh dấu những cái cột mốc trên cái chặng đường âm nhạc của chị. Vắng những cơn mưa, cái xét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lỡ. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cốc liêu xiêu một câu thơ, Hồ Tây
nay chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây là một trong những cái ca sĩ mà thể hiện các sáng tác của anh Trịnh Công Sơn rất là xuất sắc. Thì hôm nay chị có mang đến cho khán giả một cái ca khúc nào của Trịnh Công Sơn không ạ? Chắc chắn là phải có, cũng mình cũng chọn một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ. Có từng nói không, bí mật không? Khỏi cần. Xin cho tôi một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dạ, dạ. Cái ca khúc đó chị có một cái kỷ niệm gì về nó không? Lúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, thì một năm sau ở thành phố mình làm một chương trình rất là lớn, một cái dàn nhạc giao hưởng rất là lớn để mà tưởng nhớ nhạc sĩ. Thì Cẩm Vân được hát, Cẩm Vân đã tập xong bài này. Mà lúc mình bước ra sân khấu thì nói là bài này không được hát, không được phép hát, chưa có giấy phép, nên thành ra là bị ngưng. Mấy tuần lễ sau thôi thì Cẩm Vân thấy là báo chí được đăng lên là bài hát này đã được phép lưu hành. Nên Cẩm Vân đã chọn ca khúc này để làm một cái album Trịnh Công Sơn là chủ đề luôn. Rất là vui là khi mà mình ra hát bài hát này thì khán giả yêu thương nhiều bài này. Xin cho mây che phủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm một tươi, xin cho tôi xin và lần rồi một góc này chỉ biết dòng trời. Xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đạn bay. Xin cho chim góp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây. Trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời. Cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận ngập ghềnh, nhìn dòng mong trong tim anh. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây. Xin cho tôi quên phận tù đầy. Xin cho tôi là thoáng diệu cây. Xin cho tôi xin cả cuộc đời để hôm nào trẻ hát trong núi. Xin cho tôi xin chỉ một ngày.
cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim góp nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây, xin cho tôi ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời, cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận ngập ngây nhìn dòng máu trong tim anh, cho tôi nghe tay mẹ nồng nàn, cho rộn ràng cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Dạ thưa anh, thì thực sự lúc mà anh xuất hiện trên sân khấu á, em thấy anh đánh rất là bốc luôn. Ở dưới mà hàng ghế khán giả có khi là xem anh còn thích hơn, nhiều khi còn thích hơn xem cả chị nữa. Thì em cũng thắc mắc là anh đến với trống á từ lúc nào? Có phải là anh sau khi anh tham gia anh hát rồi anh mới tìm đến trống, hay là anh là một cái nghệ sĩ chơi trống trước đó rồi anh mới bắt đầu anh hát? Anh đánh trống trước. Dạ. Anh đánh trống từ năm 11 tuổi rồi. Hồi xưa thì đánh vừa đi học. Tức là hồi xưa học cũng dễ mà. Yeah. Hồi xưa học cũng một buổi thôi, thành ra là dồn hết cho âm nhạc, khi học xong về quăng cái tập đó là chạy ra chơi nhạc. Sau đó anh có hoạt động chuyên nghiệp không, hay là chuyên nghiệp luôn đó? Yeah. Tức là anh học xong 6 tháng là anh đi làm chuyên nghiệp luôn đó. Yeah. Hồi xưa anh có một cái band nhạc riêng. Yeah. Đến tới 75 thì anh có ngưng một thời gian. Lúc đó đi làm công nhân viên đó. Công nhân viên làm tài xế. lái xe xúc. Ba năm sau thì ba nhạc ở trong Cement Club thiếu đó. Yeah. Thì người ta giới thiệu mình vô làm, cũng đi làm lại. Yeah. Là đi làm luôn tới giờ. À, đi làm luôn tới nhưng giờ. Mà hồi xưa anh đánh trống mà. Yeah. 85 anh mới về đoàn nè. À, mới yeah. Về đoàn tháng 8 thì lúc đó thì ta cũng thấy mình hát gì, nhưng mà hồi xưa anh không biết hát tiếng gì, nhạc Việt, hát nhạc Mỹ mà. Yeah. Thì anh Thanh Trúc anh cũng thương đó. Yeah. Anh cũng động viên rồi mình hát, cũng thi đồ, rồi bắt đầu mới hát luôn. Khi em nói là mình chia tay thôi, khi em nói là mình không chung đôi, khi em nói là tình sắp chia phôi, khi em nói là em đã đi rồi. Khi anh biết một mình anh đơn côi, khi anh biết một mình giữa đêm trôi, khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau rồi. Tiếng em
em về giữa một chiều mưa răng răng buồn ướt đôi bờ vai, lệ em hay nước mắt tôi, tiễn em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời. Bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi, đừng buồn em ơi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau tìm bàn tay sưởi ấm một bàn tay, chúc em hạnh phúc dù đêm mưa đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Anh biết một mình anh đơn côi, khi anh biết một mình giữa đêm trôi, khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau rồi. Về giữa một chiều mưa răng răng buồn ướt đôi bờ vai, lệ em hay nước mắt tôi, tin em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời. Bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi, đừng buồn em ơi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau tìm bàn tay sưởi ấm một bàn tay, chúc em hạnh phúc dù đêm mưa đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Có cái câu hỏi này nó cũng hơi vui vui chút xíu. Và em cũng có cái thắc mắc là anh chị gặp nhau trong hoàn cảnh nào á, song ca chung với nhau hay là anh đánh trống rồi chị hát rồi sao mình nảy sinh tình cảm? Thực ra là cười vậy. Ba kể đi. Con kể ba nghe đi. Thực ra là lúc mà Cẩm Vân phát triển quen nhau là Cẩm Vân nhớ năm 86 và ở một cái dịp đi lưu diễn ở bên Nga, ở Liên Xô. Thì lúc đó là cuối cùng rồi á, thì á kể không? Kể nha. Kể nha. Thôi kể đi, xíu bơm luôn đi. Thì Cẩm Vân nghĩ là đem cũng một cái kỷ niệm cũng rất là vui, có nghĩa là hai người cũng có ý với nhau rồi, yeah, ở bên Nga, nhưng mà nói với nhau là thôi không được thì cố gắng tách ra. Nhưng mà trời xui đất khiến sao á, đi về từ trên đường về từ Nga về tới Bombay, thì máy bay hư phải đáp ở Bombay, đáng lẽ bay về Việt Nam luôn rồi, máy bay phải đổi máy bay, sửa máy bay qua ngày hôm sau được về. Thì lúc trẻ Cẩm Vân giống con trai lắm,
lúc nào cũng mặc quần jean rồi áo thun rồi mang giày giống giày ngầu ngầu lắm. Anh Trần Tấn Lộc nói chứ cái con Cẩm Vân này nó giống con trai quá đi, may quá ở nhưng khó chịu. À, tại vì thiếu phòng, vấn đề là thiếu phòng nên là đó là cứ hai người phòng tự nhiên lòi mình chị. Dạ. À, thì lúc đó là bắt đầu là tự nhiên xui khiến, có nghĩa là cũng có nghĩa là chắc cũng là duyên nợ. Dạ. À, nên cười gì ở đó nói nhiều lắm mà ở đó nói nhiều lắm mà sao dòng người cười giả cho chị. Đừng nói những lời giận hờn để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời, em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi mong em. Từng lời hát, từng nụ cười, tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem vì sao trong đôi mắt em. We'll be right back.
vì mọi người, từng lời hát, từng nụ cười. Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem, vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn. Ngôi sao cô đơn, 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 ngôi sao. Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết. Chớ nên thề thốt chi, đùa vui thôi đấy nhé, say đắm và si mê sẵn sàng đang nhạt nhòa. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát bơ, biển vắng những chiều sấm mưa, tình cũng như là đám mây mịt mờ. Tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối ai, đừng nhắc câu chuyện lứa đôi, tình cũng như dòng nước trôi. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi đi nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát bơ, biển vắng như chiều sấm mưa, tình cũng như là đám mây mịt mờ. Tình là nhớ, xin nhớ không lừa dối ai, đừng nhắc câu chuyện lứa đôi, tình cũng như dòng nước trôi. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi đi nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu
nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Cứ lừa dối đi, để đôi ta còn có nhau trong cuộc đời. Cứ lừa dối đi, để đôi ta còn có những ngày vui. Dù ấy đam mê trong vòng tay người, dù anh đang phôi pha lời ân ái, dù anh đang tâm vùi trôn môi em. Cứ lừa dối đi, để em đây còn mãi mê quên đường về. Cứ lừa dối đi, để đôi ta còn ôm giấc mộng say. Rồi mai anh ra đi không trở lại, mình em câu ăn năn lời sang hối. Tìm nhau ta tìm nhau suốt kiếp, rồi chia tay. Anh vô tình lạnh lùng đến thế sao? Anh ở thờ nhạt nhòa đến thế sao? Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng cay. Cứ lừa dối đi, để mai đây còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi, để chia tay còn những kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mình, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tình giấc còn em mãi nụ hôn. Anh vô tình lạnh lùng đến thế sao? Anh ở thờ nhạt nhòa đến thế sao? Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng cay. Cứ lừa dối đi, để đôi ta còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi, để chia tay còn những kỷ niệm vui. Trong hư hao đời mộng mình, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tình giấc còn em mãi, cứ lừa dối đi. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì hôm trước ở phòng tập lúc Coleman livestream thì rất là đông khán giả vô yêu cầu liên tục cái ca khúc Tình Hờ.
Và thật ra thì trong chương trình thì hôm trước thì dạ không có bài này. Nhưng mà rồi sau đó thì thể thơ lời yêu cầu khán giả, cho nên là hôm nay là có Tình Hờ. Bài này là cái bài hát mở nhà đó, là mấy đứa con nói là ba với mẹ hát cái bài này gây lộn nhau đó. Thì anh thì tôi đang lừa dối em mà sao em không biết, còn bên đây thì cứ lừa dối đi. Dạ, cảm giác ngồi ở dưới cũng giống như là battle vậy, giống như là hai bên đang đấu nhau. Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết, cứ lừa dối đi để em đây còn mãi mê quên đường về. Quá đặc sắc và quá bốc đúng không quý vị các bạn? Dạ, cảm ơn anh chị đã đem đến một cái tiết mục quá đã trong cái đêm diễn dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn em. Trò chuyện với bé CC chút xíu ha. Anh chị là có hai cháu phải không anh? Đúng rồi. Dạ. CC còn một cô chị nữa, Su Su. Hai cô thì có cô nào đi theo nghệ thuật không, hay chỉ có mình CC thôi chị? Si thôi, Su cũng thích lắm nhưng mà bạn ấy đang học ở bên kia đó. Dạ. Tại ngay từ đầu ba mẹ không có muốn hướng con vô cái đường này. Dạ. Nên là cả hai bạn, cả hai bạn luôn. Dạ. Nên bạn kia thì đi học trước, thì giờ ở bển đang học, vẫn còn học. Dạ. Rồi sau đó tới đưa Si đi. Dạ. Cũng mà không muốn cho con vào nghề đó. Rồi, mặc dù rồi là sao? Rất là thích luôn. Cái vấn đề anh chị không muốn cho con vô là chỉ sợ bây giờ đó. Mà cực, cái nghề này cực. Dạ, cũng dạ. Cực lắm, không biết nó chịu nổi hay không. Dạ, bây dạ. giờ nó khen chê rồi thương mến đồ đó, áp người ta lực dữ. Đấy dạ. là nên không biết con có chịu đựng nổi cái sự đó hay không, nên rất là không muốn cho con vô nghề. Rồi sao mà lại bây giờ cuối cùng là CC lại quay trở lại cái với âm nhạc đó? Dạ chịu không nổi. Mê nhạc quá. Nhưng mà xưa hồi trước con, trước khi con đi học, con có nói với lại ba mẹ cái nguyện vọng của con không? Dạ có. Từ nhỏ tới lớn con không có nghĩ là con làm gì khác ngoài đi hát á. Năn nỉ gãy lưỡi luôn mà không có cho. Đấu tranh nhưng không thành công. Rồi xong rồi con thất bại đợt một. Xong rồi cũng đi học. Dạ, con học quản trị kinh doanh. Thì sau đó con cũng đi qua Sing con học. Xong con về con tốt nghiệp lấy cái bằng kinh tế. Xong con cất cái bằng vô tủ, con đi hát. Rồi làm sao mà lúc mà con học xong con lấy cái bằng rồi con thuyết phục lại ba mẹ hay là sao? Thực ra là cháu đi học. Dạ. Cháu đi học bên Mỹ thì cũng có một cái sự cố không có vui. Dạ. Quay trở về đây thì... Nói hả? Cho nói hả? Thực ra là... Nói ít thôi. Thì cô này thì cũng tự ái lắm. Chỉ cứ dạ. sợ là nói ra là giống như lấy cái lòng thương. Dạ. Thì không phải, mà khi mà cho Si qua bên học mới có 2 tháng thôi thì là bị hai chị em bị tai nạn. Bị lật xe, mà bị lật xe nặng lắm. Yeah. Như là em cứ coi trong phim á, mà xe mà lật xuống dưới đèo 4 vòng thì đây. Yeah. Là 4 vòng xe hơi lật xuống mà em co dúm lại. Và 4 bánh xe chỉ lên trời vậy đó, phải trực thăng phải tới. Trực thăng phải tới cưa xe ra, câu cô này đi chở đi cấp cứu. Yeah. À, chị thì bị nhẹ hơn một chút, còn cô này thì nặng quá, lúc đó là liệt tứ chi luôn, không có cử động gì được luôn. Thì đó là cái mà cái tai nạn lớn nhất. Anh chị cũng thấy là giống như là trời ban cho mình lại một đứa con á. Sau khi mà Si đã bị cái đó, một cái sự cố lớn trong cuộc đời của mình rồi. Yeah. Thì anh chị mới nghĩ lại là tại sao mà mình, cái niềm vui của con mình mà mình lại bóp đi vậy. Tại sao mình lại tiếp tục mình làm cho con mình khổ vậy? Thôi mình cứ để cho con được cười, được vui. Bây giờ cứ thấy con được hạnh phúc, con vui là được rồi. Nên là cuối cùng là bạn nhau thôi, cho con vào nghề của mình. Không, nhưng mà cũng ngoan lắm. Yeah. Tại biết ý anh chị đó. Yeah. Anh chị nói thôi làm gì làm đi, thì ráng lấy cái bằng đại học rồi muốn làm gì làm. Vậy mà sau khi bị tai nạn về đó em, cái đầu lúc đó hạn chế lắm. Yeah. Mà tự đi thi, đi test xong rồi được trường nhận đi học luôn. Học xong mấy năm lấy cái bằng đại học xong rồi cho anh chị vừa lòng đó mà. Cho anh chị vừa lòng rồi. Lấy bằng đại học xong rồi cất. Rất là mạnh mẽ. Em thấy vậy đó. Nhưng mà cái bé này nó rất là mạnh mẽ, có nghĩa là mạnh mẽ hơn cả ba cả mẹ luôn. Tới bị tai nạn vậy mà tới lúc này nó vẫn chưa khóc, chưa có một giọt nước mắt nào rớt xuống về cái chuyện tai nạn đó hết. Dạ. Yeah. Rất là mạnh mẽ. Thì cứ nhớ là lúc mà anh chị qua đó là mình chỉ muốn chết thôi, mình chỉ muốn đuối, mình chỉ muốn chết thôi. Hai đứa con, một đứa định nằm ICU hết, không đuối, không làm được gì. Mà người này là cái người mà chính là cái người động viên, giống như động viên cho mình khỏe, là mình phấn đấu, chỉ yeah. là có động lực. Nhưng nó mà, rất là giỏi. Mà giờ không cho hát là không,
Dạ, không cho hát là khóc. Rằng thì anh có người mới 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 anh muốn bên người. Sao cứ phải như một loại virus phải lén lén qua mặt em cho em xem những thước phim thật đẹp à? Sao cứ phải như một loại virus phải lén lén qua mặt em gieo trong em những nỗi đau cùng em. Hey, một hai ba bốn em mời anh, mời anh. Chắc là anh cũng chưa từng biết, baby. Có lẽ bây giờ đây cũng không cần thiết, baby. Mong là sau này anh sẽ không hối tiếc và tìm một người được như em. That's true, I know you will miss me much. That's true, I know you will hold my touch. But I really wanna tell you the only truth. I hate you. Sao cứ phải như một loại virus phải lén lén qua mặt em cho em xem những thước phim thật đẹp à? Sao cứ phải như một loại virus phải lén lén qua mặt em gieo trong em những nỗi đau cùng em. Một hai ba bốn em mời anh hãy bước đi thật nhanh, chạy ngay đi lúc mây còn xanh. Một hai ba bốn em mời anh hãy bước đi thật nhanh để cho trái đất. Con thường con có tham vấn ba mẹ không, trong cái kỹ thuật rồi hay là những cái lời khuyên trong cái phát triển cái phong cách nào hay là đi theo phong cách âm nhạc nào không con? Con cũng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu xong rồi ba mẹ chốt lại. Chú nghĩ là cái con đường của con phía trước nó còn dài á. Dạ. Mỗi giai đoạn, mỗi cái thời kỳ nó sẽ có những cái khó khăn của nó. Con liệu là con có đủ bản lĩnh để con chiến đấu không? Con nghĩ là con đủ. Chú thì chú thấy là lúc tập luyện ở phòng tập cảm giác như con không có áp lực. Tại vì so với lại một số bạn là con em của nghệ sĩ thì chắc chắn là con rất bị áp lực, giống như mình bị cái bóng của mẹ mình lớn quá. Con nghĩ là con không có hát nhạc của mẹ, xong rồi cách hát con cũng không giống, nên là nên là so sánh nó không không hợp lý lắm. Với lại con đâu bao giờ con hát hay được bằng mẹ đâu. Nên là khỏi so sánh luôn. Nói vậy chứ mà mẹ thì mẹ thấy vậy nè,
cái kiểu bây giờ thì của giới trẻ thì khác rồi, mỗi một một thời đại nó khác nhau, âm nhạc nó khác nhau lắm. Chưa chắc nhưng mẹ mà, đã hát được đúng rồi, ngay cả mẹ cũng hát được cái loại của con. Yêu đơn phương rất ngu mà sao ai cũng từng yêu đơn phương một ai đó. Yêu đơn phương không có lối ra, ngừng yêu thì vẫn vương khôn nguôi, còn yêu thì trái tim không vui. Tự mình yêu, tự mình thương, tự mình nhớ người, ước đem về tay nắm bàn tay, môi khép ở môi và thở cùng chung một nhịp. Rồi tự mình ghen, tự mình đau, tự chia tay ai mà niềm vui thì ngắn hơn ngày dài. Tự mình yêu, tự mình thương, tự mình nhớ người, ước đem về tay nắm bàn tay, môi khép bờ môi và thở cùng chung một nhịp. Thấy gia đình thấy vui vẻ quá. Bữa chú thấy ở trong phòng tập thấy hiếm có luôn á. Nghĩ chắc là âm nhạc nó là một cái cầu nối gì mà nó rất đặc biệt. Con thấy ở nhà có vui không? Ba thấy vui không? Con ở nhà suốt à, nên là con thấy cũng vui. Con thấy cũng vui. Vậy là chưa phải là vui phải không? Cũng là cũng dạ, con thấy cũng vui. Con thấy cũng vui. Chú thấy là ba mẹ con chắc là ở nhà đâu có giận hờn gì ha. À, ba trả lời. Ba trả lời. Con thấy đi, con làm chứng. Để này nói cho nghe nè. Dạ, mau giận lắm. À, hai người này á, riêng về con tuổi thì mình thấy ngày nay lên, nhưng mà cái giận á, lúc nào cũng còn trẻ. À, có dạ. Nghĩa là
hở ra giận được liền. Nhưng mà giận là giận, vui là vui, mà cái phó thói quen của mình rồi trong nhà. Không giận không được. Không giận là không được. Không quen giận. Không giận là không vui ha. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì thật ra thì mỗi một tập của Dấu Ấn Huyền Thoại thì nó sẽ có một cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà trong cái tập Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay thì cái điều mà Coleman muốn truyền tải một phần đến quý khán giả đó là cái năng lượng tích cực tỏa ra từ trong cái gia đình của anh chị á. Và chúng ta sẽ cảm nhận cái năng lượng nó tích cực như thế nào, nó vui tươi như thế nào trong cái buổi trình diễn âm nhạc của chị Cẩm Vân, anh Khắc Triệu và CC Trương. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa vòng trời mênh mông. Như ba du lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cảm lạnh nơi xưa, hôm nay ba ngấn lên sức mạnh vì thương. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem cô hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba trong sóng con nghe. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa con trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cảm lạnh nơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh khi chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cảm lạnh nơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem con hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nhé. Yeah.
cảm ơn gia đình mình đã mang đến cho Dấu Ấn Huyền Thoại một chương trình nghệ thuật phải nói là rất là sống động nè, rất là chất lượng và tràn đầy năng lượng tích cực. Bây giờ trước khi nói lời chào tạm biệt với quý khán giả thì ban tổ chức chương trình có một cái món quà nhỏ nhỏ để lưu niệm, để đánh dấu cái Dấu Ấn Huyền Thoại mùa 1 với sự tham gia của các anh chị. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Colorman, chị Cẩm Vân, anh Khắc Triệu cùng CC Trương xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài 14 tập của Dấu Ấn Huyền Thoại. Kính thưa quý vị khán giả, Dấu Ấn Huyền Thoại đã mang đến cho Colorman rất nhiều cảm xúc và Colorman cũng tin chắc rằng tất cả quý vị và các bạn xem đài cũng có cùng một cảm xúc đó. Trong chương trình ngày hôm nay, Colorman cũng xin được bật mí đến tất cả quý vị và các bạn những khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chưa từng được xem cũng như chưa từng xuất hiện trong những tập Dấu Ấn Huyền Thoại trước. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cúi xuống nghe đời nhấp nhô, nghe tim dạn vỡ, nghe trong tuổi nhỏ khóc òa. Cúi xuống bên bờ xót xa, trên cơn lửa đỏ, trên khuôn mặt đã im lì. Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ còn sống êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nắng trói qua rèm. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó riêng thì cách xa. Tình yêu ban đầu còn người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối,
em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng.